Chào cả nhà, nay mình lên cái bãi này mình câu coi. Mấy bữa nay ăn gầm hai bữa mất công chuyện, không có đi câu được. Bữa nay rảnh rảnh thôi lên cái bãi này cũng gần. Câu đây coi. Giờ này cũng nắng sáng là mặt trời gọi ngay hơi chiếu, hơi tối. Phản xạ nắng hơi tối quá, cả nhà xem thông cảm. Này bãi mé sông cái. Ôi, thả mớ thính coi. Thả mớ thính vụ cá lại. Mồi này vừa thả thính cũng vừa câu luôn. Chỗ này nước nó không chảy nè, trộn cho nó bung bung ra vậy nè. Thả xuống, cái nó tan ra, cái nó trôi đi ra, cá cái nó bắt hơi lại. Chỗ này nước chảy quá thì mình trộn cho nó dẻo, mình cho nước nó đừng trôi. Rồi cũng đã chọn ở đây. Đây mà câu FC, đây số điện thoại nè. 0778186869. Mồi này mình cũng có bán nữa. Đây đây, mình cũng chọn rồi, thả với mớ thính rồi. Vừa câu vừa thả thính luôn. Đây mồi này mình bán nha, giá cũng sinh viên thôi. 1 kg 55.000, 2 kg 85, 3 kg 120, 4 kg 160, 5 kg 200, tất cả đều bao ship hết. Đó. Thôi để mình chuẩn bị xuống cần coi. Ghĩa giật giật gô phi đó, một em gô phi có nhớ coi. Tìm dữ nha. Tìm gì lại dữ đây. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Gục phi. Mày đây nè, nhấp nhấp hoài đây nè. Phi đây, gục phi. Ôi ôi ôi, gục phi. Này. Nhấp nhấp hả mày? Chú phí. Mày hả bử, mày hả bử. Gớt con cá nhỏ, dính lại, dính, gớt con cá bự dính lại con cá nhỏ.
mày Vinh. Rồi rớt luôn, nằm dưới kìa, nhảy sôi sói kìa. Nó nằm trắng trắng á, để đi chút lụm. Nhấp gỗ phì này Vinh. Hàng hệ ô nhỏ quá, thả đi. Cục phì dĩa dính cái bụng, dĩa gì cái dính cái bụng luôn. Thôi nhỏ quá thả luôn.
mì Vinh. Điều hồng, điều hồng lai. Này, chạy đi. Đi giật giật nè. Nãy giờ lạng lạng nè, hay dẫn mắp khúc quý mắp. Ôi ơi, cứ phi rớt rồi.
mày hoài hả mày. Hàng nghệ Huy Huy mập à. Rồi hết biết giật bay cái dèo luôn á. Hãy subscribe. Lên tới bờ mà cũng có dãy nữa. Quá lạng. Giờ anh có còn mồi không? Dính ảnh luôn. Yeah,
Phi. Đây, thành quả được nhiêu đây? À, mấy ngày nghỉ nay trở lại lên đây được mớ chúng ổ của Phi quá xá. Một thùng cá của Phi. Ngon lành không? Nhiêu đây ăn ngã nào hết, ăn 2-3 ngày nữa. Nó quá êm không? Nhiều quá đã. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn. Hẹn cả nhà video tiếp theo.